Hello anh em, thì trong cái công việc chúng ta kinh doanh á, cái việc mà chúng ta am hiểu các cái con số là một cái điều vô cùng quan trọng, là một trong các cái điều mà chúng ta đặt lên hàng đầu khi mà chúng ta kinh doanh, dù là ở Shopee hay là ở trên Facebook hay là ở ngoài chúng ta mở cửa hàng, thì các cái con số cũng là một trong những cái chúng ta đo lường và chúng ta tối ưu tốt nhất, tại vì là chúng ta có một câu là con số không bao giờ biết nói dối, đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cho cái phần đó là phân tích bán hàng của Shopee. Thì cái phần này nó khá là rộng, nó liên quan đến các cái phần liên quan đến sản phẩm và doanh thu, marketing và chat. Đấy, nó bao gồm khá nhiều chỉ số. Thì trước tiên thì mình muốn các bạn hiểu rõ những cái câu hỏi, những cái hỏi đáp và những cái gọi là kiến thức cơ bản về cái phần phân tích bán hàng trước. Thì hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với anh em. Thì anh em có cái câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy nhắn tin vào trong cái fanpage này của mình nhé. Cái fanpage này của mình để mình hỗ trợ. Mình là Phan Đức Nho, anh em search Phan Đức Nho sẽ ra. Ok, bắt đầu nhá. Đây, thì cái phần phân tích bán hàng của Shopee là cái gì? Cái này thì giúp các bạn nắm bắt cái xu hướng và thói quen mua sắm của người mua. Anh em ạ, thấy quan trọng chưa? Tiếp theo là điều chỉnh các chiến lược kinh doanh cho nó phù hợp với lại nhu cầu của sản phẩm. Tiếp theo là chúng ta có thể đẩy sale dựa vào các cái chỉ số bán hàng quan trọng và quản lý hiệu quả những kênh bán hàng của chúng ta. Và những cái báo cáo thì liên tục được cập nhật mỗi ngày. Lên chẳng hạn chúng ta xem là báo cáo một ngày này, một tuần, một tháng hoặc là những tháng trước đó để chúng ta ra được những con số chi tiết nhé. Thì sau đó thì mình sẽ lúc nào thì mình sẽ chia sẻ cho nhau một cái file này thì mình không có trên cái máy tính này, thế nhưng mà nó sẽ là một cái file Excel, và khi mà chúng ta nhét những cái chỉ số này vào thì sẽ có cái bảng tính toán. Đấy, với các cái chỉ số trong cái phần phân tích bán hàng này ý nghĩa là gì thì trong phần trung tâm hỗ trợ người bán thì nó có, nhưng mà cái đó thì khi mà vào chuyên sâu á thì vào trong những cái này thì mình chia sẻ chi tiết với anh em nhé. Các cái số liệu trong cái phân tích bán hàng này được cập nhật bao lâu một lần? Thì cái này là mỗi 5 giây, em thấy kinh không? Mỗi 5 giây là anh em đã cập nhật một lần rồi. Vậy nên là những cái này liên tục rất chính xác. Mình khuyên anh em mà nên có cái bảng này ở trên máy tính, lúc nào mình cũng có thể là theo dõi được những cái này nhá. Dự báo thì được cập nhật vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày. Đấy, cái dự báo tí nữa sẽ đến cái phần dự báo. Các chỉ số được cập nhật thì là mỗi giờ. Cái chỗ mà mục theo trực tiếp là 5 giây, đấy theo trực tiếp này. Đấy, tiếp theo là tại sao lại cái phần anh em có những thắc mắc cũng như là tại sao trong cái phần doanh thu á thì cái phân tích bán hàng lại không giống với nhau, hoặc là với cái doanh thu trong mục tài chính, thì thứ nhất là do cái này đó là được tính trên cái giá trị sản phẩm mà người mua phải trả sau khi đã áp dụng cái mã làm giá rồi. Thế còn cái phần doanh thu là tính trên tổng số mà số tiền mà người bán nhận được, bao gồm cả các những chi phí như là mã giảm giá các thứ, đúng không? Vậy nên là cái phần mà phân tích trong này thì cái số tiền nó sẽ cao hơn cái việc mà chúng ta khi mà cái số tiền mà người mua phải trả này. Thì ở trong cái phần doanh thu á thì ở trên này nó sẽ có những cái gọi là tổng quan hơn nhá. Tiếp sau là tỷ lệ chuyển đổi vượt quá 100%. Thì cái tỷ lệ chuyển đổi này phụ thuộc vào cái quãng thời gian, như ví dụ như là mình cho này nó có một cái ví dụ là đơn hàng đặt lúc 10 giờ nhưng được thanh toán thành công lúc 15 giờ, nên là cái tỷ lệ chuyển đổi nó vượt quá có 100%, và tỷ lệ chuyển đổi là 200% chẳng hạn thế. Ok, tiếp theo là làm thế nào để xem được các số liệu phân tích này của tất cả các sản phẩm của Shop tôi, thì bạn có thể chọn là bấm vào tải dữ liệu và xuất báo cáo cho tất cả các sản phẩm của mình. Thường ở trên cái file báo cáo này thì nó sẽ không có tất cả các sản phẩm, mà nó chỉ có những sản phẩm như cái top 10 chẳng hạn hoặc top 5 thôi, thế nên chúng ta muốn có được hết thì chúng ta phải tải cái file báo cáo xuống nhé. Tiếp theo là muốn phân tích theo số liệu từng loại sản phẩm thì như nào, thì cái này thì bạn chưa có thể mà phân tích theo 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 cái phân loại sản phẩm theo ở cái thời điểm hiện tại được, cái tính năng này thì hiện tại chưa có nhé. Và tôi có thể xem được những cái phân tích dữ liệu của các cái kênh marketing khác như là Shopee hay là cái này không, thì cái này là bạn chưa nhé. Tại thời điểm hiện tại là chưa có cái Shopee Feed hoặc là Shopee Live, hai cái này là chưa có. Hai cái này thì thực tại ra tại vì nó chưa có, bởi vì là nó mới mới có cái chức năng này ở trên cái ứng dụng thôi, ở trên trên app thôi, chứ chưa có ở trên web. Mà ở web thì ta mới xem được cái chỉ số nó tổng quan được. Và tiếp theo là cái tỷ lệ phản hồi chat của tôi ấy, trong cái phần phân tích bán hàng lại không giống như là trên cái bảng hiệu quả. Là cái này thì do cái việc mà nó cái phản hồi chat này ấy, thì là của bạn tính cái này trong này nó nói là nó tính trong vòng 90 ngày, cái này tính trong vòng 90 ngày, thế nên là cái chỗ mà ví dụ như là mình bật chế độ tạm nghỉ ấy, thì nó sẽ không tính thời gian mà shop bật chế độ tạm nghỉ. Đấy, anh em để ý là không tính thời gian. Thì cái tỷ lệ này thực ra anh em cũng không phải quan tâm quá đâu, anh em cứ trên 80% là ok nhá. Mấy cái này thì là những cái cơ bản. Thì trong cái phần mà quản lý cái chỗ phân tích bán hàng này thì nó chia làm 3 2 4 5 cái mục này. Đấy, thì hai cái mục marketing và chat này thì mới, còn những cái này thì mình đã giới thiệu anh em rồi, nên là mình sẽ đi ngược lại, tức là mình sẽ đi từ phần chat trước. Đấy, phần chat thì anh em thấy là ví dụ như cái shop này là đang bị cái lượt truy cập là giảm 3% so với lại tháng trước này, 30 ngày trước, kể tính ngày chứ không tính tháng. Đây là lượt chat, là lượt truy cập này. Đây, cái lượt truy cập có chat thì giảm giảm rất là kinh.
Thì những cái này là anh em phải để ý, ví dụ như là những cái đợt siêu sale hay gì gì ấy thì là nó sẽ có những cái chat hoặc là những cái lượng mà nó đẩy lên rất là mạnh, nên là về sau thì nó sẽ bị giảm xuống. Đấy, đây là tỷ hồi lộ, tỷ lệ phản hồi chat này. Và anh em nhớ là giống như là những cái video trước mình đã chia sẻ với anh em á, là anh em mà có chỗ nào mà không hiểu thì anh em soi chữ dấu hỏi này. Đây là tổng lượt truy cập của sản phẩm mà. Từ ứng dụng Shopee.vn trên máy tính này, cái này là tất cả này. Đấy, rồi là tỷ lệ chat này, tỷ lệ phản hồi này, tỷ lệ chuyển đổi thành đơn này. Đấy. Cái này có tỷ lệ chuyển đổi có 7% này. Tổng sản phẩm này, số đơn hàng này. Đây là số xu tại dạo này gần đây hình như là shop nào cũng đang thì bị down cái tiêu mất cái index á, thì có thể là do vừa rồi là có cái đợt siêu sale nên là nó những cái shop nào mà đang không đăng ký những cái đợt siêu sale thì sẽ bị giảm, nếu sẽ dồn tất cả traffic của những cái shop nào mà đăng ký. Đây là số lượt truy cập và lượt chat này, được phản hồi. Nếu anh em cần báo cáo nào thì em click vào đây nhé, em click vào đây nó sẽ hiển thị nhé. À, hiển thị cái này tối đa chúng ta sẽ chỉ bốn cái báo cáo thôi, chúng ta sẽ nhìn vào đây chúng ta biết được là cái lượt nào đang lượt truy cập có chat này, lượt chat và lượt tỷ lệ truy cập có chat. Đấy, mình xem. Đấy thì mình sẽ biết được là à, đây mình sẽ cho cả cái khác nhé, chẳng hạn theo tháng này, tháng 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 2 đi. Đấy, tháng 2 này. Tháng 1 này. Đấy, tháng 1 này. Tháng 1 là cái tháng mà cái doanh thu này nó tăng này. Đấy thì mình sẽ biết được đấy. Đây là tỷ lệ truy cập có chat rất là cao và anh em thấy không, tự nhiên đang thấp và vụt phát lên cao này. Thì mình vào mình xem là cái đoạn này là lý do là cái gì mà nó lại cao như vậy, và mình ngồi mình nghiên cứu lại những số liệu như này để mình biết được tỷ lệ chuyển đổi này. Mình sẽ tắt cái tỷ lệ truy cập có chat và mình sẽ cho cái là tỷ lệ chuyển đổi này, tỷ lệ chuyển đổi này, có những cái quãng là tỷ lệ chuyển đổi rất là thấp đấy, còn quãng là tỷ lệ chuyển đổi cao. Thì đó là mình soi lại xem là vậy lý do lúc đó là cái gì và tại sao mình nghiên cứu xem lý do, mình tìm một lý do. Thì khi mà tìm một lý do được thì ta mới tìm ra được cái phương pháp để ta giải quyết nhé. Còn đây là cái phần kênh marketing, đây là kênh marketing thì mình sẽ cho là cũng cho tháng trước đi cho nó dễ. Đấy, chúng ta xem được là chương trình khuyến mại này, tên chương trình khuyến mại này đã bán bao nhiêu, đơn hàng bao nhiêu, thì mình biết là chương trình nào là chương trình mà chúng ta sẽ mang lại cái lợi nhuận cao, doanh thu cao. Đây doanh thu trên mỗi khách hàng này, đây là combo khuyến mãi này. Đấy. Chẳng hạn như mình xác định là vậy thì cái ưu đãi follow nó có hiệu quả hay không thì mình kích vào cái ưu đãi follow. Đấy, mình xem là lượt theo dõi mới này, lượt mình cho là ví dụ như là tháng 3 đi, tháng 3 này được là 431 người theo dõi này, lượt xem là 900 là người mua một này, doanh thu là 1 triệu này. Đấy, đấy thấy không, tên ưu đãi chúng ta sẽ biết được là vậy thì cái nào là cái mang lại hiệu quả. Đây là ví dụ như là thả 31 tháng 1, từ tháng 12 tháng 1 này là cái này hiệu quả nhất này, có được 1,3 nghìn 1.300 người theo dõi, và đây là lượt xem, đây là doanh số, đây là doanh thu trên khách hàng. Thì nó biết được là cái này nó có hiệu quả không, đây là voucher này, flash sale này. Flash sale thì cái này nó thật sự là chưa có được hiệu quả cao, tại vì là nếu mà muốn cái flash sale này hiệu quả cao thì anh em phải chạy quảng cáo ấy cơ, chạy quảng cáo kiểu như là chạy quảng cáo shop ạ. Thì khách hàng khi họ kích vào trong shop của mình thì cái ưu đãi follow và cái flash sale của shop này nó mới mang lại hiệu quả. Đây là mua kèm này. Đấy, chúng ta sẽ soi được tất cả những như này. Tiếp theo là cái phần doanh thu. Doanh thu thì chúng ta sẽ có là cũng tất cả những báo cáo này đều theo thời gian nhé. Nếu anh em muốn xem full thì anh em phải tải dữ liệu về nhé. Đây là lượt truy cập là người mua, đây là cái phễu này. Đây anh em để ý xem là chẳng hạn như cái lượt truy cập mình vào rất là nhiều rồi, nhưng mà cái đơn hàng, cái người mua, cái doanh thu thấp này hoặc cái đơn hàng thấp này thì chúng ta áp cái công thức thôi, của mình có một công thức rồi, tức là số tiền doanh thu á, doanh thu thì sẽ bằng lượt truy cập nhân với tỷ lệ chuyển đổi nhân với giá trị đơn hàng, đúng không? Chúng ta sẽ áp theo cái đấy để xem là vậy thì lý do là cái gì, tại sao lại lượt truy cập tăng, tại sao lượt truy cập giảm, tại sao cái tỷ lệ chuyển đổi convert nó lại cao. Rồi chúng ta xem là vậy thì sản phẩm nào là sản phẩm, rồi chúng ta mới sang cái chỗ sản phẩm. Thì cái sản phẩm này xem là cái sản phẩm nào mà có cái tỷ lệ convert cao, kích của sản phẩm. Đấy, chúng ta sẽ biết được là sản phẩm nào có tỷ lệ convert cao thì chúng ta sẽ tập trung dành thời gian và nghiên cứu thêm những sản phẩm tương tự như vậy. Chẳng hạn mình biết là một cái đôi giày A chẳng hạn mà bán cái tỷ lệ chuyển đổi cao thì nó sẽ đi liên tục đi tìm những sản phẩm nó tương tự như như là cái sản phẩm A đấy. Anh em hiểu cái tư duy không? Cái tư duy là chúng ta nhìn được cái bảng thống kê này, chúng ta biết được là mình nên tiếp tục theo sản phẩm nào và nên hủy bỏ, vứt bỏ cái sản phẩm nào. Ở đây là những cái báo cáo. Và trong này có một cái phần rất là hay, đó là phần dự báo. Cái phần dự báo này là cái phần này, định nghĩa này, danh sách các sản phẩm đã thanh toán trong 7 ngày qua và đã giảm từ 60% trở lên so với sản phẩm đó trong 7 ngày trước.
Thì cái này là dự báo tiếp này, quảng cáo các mặt hàng bằng cách tạo các chương trình khuyến mại riêng hoặc là tham gia các chương trình khuyến mãi của Shopee, cải thiện chất lượng của danh sách sản phẩm này, tiêu đề mô tả hình ảnh này. Tức là chúng ta biết được cái sản phẩm này là sản phẩm đang bị giảm cái doanh thu xuống, thì chúng ta phải ngay lập tức là fix ngay lập tức nhá. Có một số bạn nhắn tin cho mình là dạo này em đang bị giảm doanh thu, em bị A, B, C. Thì thực ra trước, các bạn để ý câu này, trước khi cái sự việc có xảy ra thì nó đã xảy ra từ trước đó rất là lâu rồi, nên là mình phải liên tục mình xem cái báo cáo này, mình nắm được cái việc mà nó xảy ra sớm nhất ngay là 7 ngày thì mình biết được của mình xử lý lượt xem giảm, tỷ lệ chuyển đổi thấp này, người ta phải tìm hiểu ngay xem là lý do tại sao tỷ lệ chuyển đổi thấp như này. Đấy, và tìm hiểu thì cái có phần mà dự báo này khá là hay, và cái này mới có nhé anh em nhé. Phần hiệu quả, chúng ta sẽ biết được sản phẩm nào là sản phẩm mang lại hiệu quả cao, và chúng ta sẽ dành nhiều cái nguồn lực hơn. Mà nguồn lực là gì? Là tiền, là tiền chạy quảng cáo này, là thời gian này, là chat, là hỗ trợ này, là nguồn hàng này. Cái sản phẩm nào mà bán hiệu quả thì chúng ta sẽ nhập nhiều hơn, sản phẩm nào bán không hiệu quả chúng ta nhập ít hơn. Đấy, rồi về cái tổng quan thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ xem toàn bộ luôn. Đây chẳng hạn như là trong tháng 2 chẳng hạn như thế. Đấy, chúng ta sẽ xem tổng quan được là cái nào là cái đang bán được tốt. Đấy, theo số sản phẩm đã bán này, theo lượt xem này, theo tỷ lệ đặt hàng này, chúng ta sẽ biết được. Rồi ngành hàng nào là ngành hàng đang bán tốt này. Đấy, ta thì cái phần phân tích bán hàng này mình tin là anh em phải cần có một thời gian anh em nghiên cứu rất là sâu. Thế còn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái phương pháp để mình nghiên cứu sơ sơ này trước đã, để mình biết thì đã trong Shopee có một cái chỗ để nghiên cứu những cái con số như này. Thế sau đó thì hôm nào thì mình sẽ tải cái đây, mình phải tải cái file này về. Đấy, mình tải cái file này về, đấy mình vào tổng quan nhé. Ví dụ mình chọn là theo tháng ấy, tháng 2 thì sau đó mình tải cái dữ liệu về. Đấy, mình tải về mình phân tích thì nó sẽ có, nó là phải Excel. Thường mình sẽ phải update lên, mình sẽ up lên driver, sau đó thì mình ngồi mình nghiên cứu. Thì video sau mình sẽ up cái này lên và mình sẽ chia sẻ cho một số phương pháp để chúng ta nghiên cứu và tính toán làm sao để biết được những cái gì chúng ta nên làm và không nên làm nhé. Ok, thì anh em thấy video này hay thì nhớ like, share, ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye anh em.